S vào thầy, số lượng là trên 1 thì mọi người cố gắng là thêm S, và mình quan trọng là phải phát âm cái chữ âm S đó phát âm như thế nào. Đó thì thầy hướng dẫn mọi người chia ra hai cái, một cái phát âm là S và một cái phát âm là Z. Khi nào mình phát âm là star, khi mà âm cuối cùng của nó nằm trong một cái câu thần chú, đó chính là gì? Thời phong kiến phương Tây. Để chơi lúc mà mọi người nói thì lúc ban đầu thì nó cũng khá là khó để mình nhớ cái đó. Đó nhưng từ từ rồi mọi người cũng quen thôi. Đó, nếu mà hồi bữa thầy nói với mọi người là tạm thời ngày hôm đó là biết là gì, âm cuối cùng là một nằm trong một một trong năm âm thời phong kiến phương Tây thì đọc là S. Nếu mà nó không nằm ở trong đó thì mình sẽ đọc là Z, đúng không mọi người? Đó vậy thì hỏi một số bạn một số cái từ vựng nè. À, ví dụ thầy hỏi lấy danh sách lớp. Hiền nè em, Hiền nó rồi. Ví dụ thầy có chữ máy lạnh là gì nhớ không? Air conditioner. Nhưng mà giả bộ số nhiều thì phải như thế nào? Sờ hay sờ ta? Air Đi đọc như thế nào nè? conditioners. Mình có sần không? Sần cho thầy. Air conditioners. Conditioners. Ổn ha, rồi tiếp tục thầy mời Hoàng Oanh nè. Ví dụ cái cục sạc là gì em mà sờ hay sờ? Cục Cục sạc sạc là là gì? giờ. Phone chargers. Đúng rồi, phone chargers. Ổn như mọi người. Rồi sau đó thầy còn hướng dẫn từ nào nữa, diễn quên nè. Ví dụ thầy có hướng dẫn từ đầu bếp và từ gì em? Đọc là sờ hay sờ luôn? Dạ là Đọc sao? sếp Đừng xếp em. Chefs. Chefs. sếp Được chưa mọi người? Chefs. Ok ha. Rồi, thầy có hướng dẫn mọi người từ gì nữa ta? Công an. Công an nó là gì? Lưu vi. Lưu vi nó rồi. Công an là gì em? police Không thầy đâu dạy chữ police đâu. Hồi bữa thầy dạy từ gì? không nhớ thầy. Trời đất ơi, có học bài không mà sao không nhớ? Vi. Bữa giờ là chưa đụng vô bài vở luôn hả em? Dạ có. Rồi, xạo rồi, nghĩ sao giờ chữ công an thầy dạy cho đã rồi bây giờ vô quên. Từ công an là từ gì mọi người? Cop, đúng không? Đó. Cop thì âm cuối cùng của nó là âm p, thì thêm s vào đọc là sờ hay giờ em Vy? Dạ là thành sờ. Tại sao đọc sờ? Tại vì tầng cùng là bờ. Bờ thì đọc là gì em? Thì đọc từ đó đọc sao? Cops. Cops, đơn giản như mọi người. Đó, ok ha. Rồi thì ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho mọi người về cái phần phát âm cuối cùng. Đó chính là cái phần này đây. Ta da. Được chưa? Đây thì ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn mọi người về cái phần cuối cùng, đó chính là những cái âm mà bữa giờ thầy chưa nói. Được chưa? Bữa giờ hướng dẫn mọi người thời phong kiến phương Tây. Nếu không nằm trong thời phong kiến phương Tây đó chính là trường hợp còn lại. Nhưng mọi người nên nhớ nó còn một cái phần âm đuôi này nữa. Và cái phần này nó cũng khá là khó nha mọi người. Đó ok, để thầy mở cái bảng mặt của thầy lên cho mọi người coi. Rồi, cái tí. Đây. Đây. Hồi bữa giờ thầy hướng dẫn mọi người là gì? Mọi người thêm S vào cuối của một từ. Được chưa? Đó, thế nhưng mà ngày hôm nay thầy sử dụng mọi người là gì? Thêm đuôi ES hoặc là S khi mà một từ nó kết thúc bằng một trong những âm gió. Được chưa? Tại sao lúc thì thêm ES, tại sao lúc thì cũng thêm S? Ủa thêm S nó cũng vẫn bình thường mà. Được chưa? Nhưng tại sao như vậy? Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn. Được chưa? Đó, người ở trong này mọi người để ý nè. Âm gió là gì? Đó, mọi người có tưởng tượng âm gió không? Âm gió là những âm gì? Chứ ví dụ thầy cho ví dụ nè, là những âm mà đọc là sờ sờ toàn lưng văng ra nước miếng, nó gọi là âm gió. Ví dụ thầy có là s, rồi ch, rồi ch, z, ch, đó gọi là những âm gió. Được chưa các bạn? Đó, các bạn nhớ những âm gió là những âm bây giờ thầy sẽ phân tích nè. Đầu tiên ta có ở đây c e. Cái mọi người nhớ thầy dạy mọi người rồi, chữ cờ và chữ e đứa cuối cùng nó luôn luôn phát âm là gì? Là s. Thì mọi người nói, cờ với e đứng cuối cùng của một câu, cùng một từ nó luôn luôn phát âm là đọc là s. Ví dụ thầy có chữ gì? Rice. Chứ thầy không đọc là rice. Từ nay mọi người nhớ cái ce là mình không đọc là rice mà đọc là rice. Được chưa? Tiếp tục thầy có police chứ thầy không đọc là police, đúng không? Police. Rồi thầy hướng dẫn mọi người đọc là fixos chứ thầy không dạy mọi người là fixo, đúng không mọi người? Fixos. Rồi sau thầy có chữ space. Ví dụ thầy có chữ không gian là từ space chứ thầy không đọc là space, đúng không mọi người? Đó, space. Cho nên CE đứng cuối cùng luôn luôn phát âm là S. Được chưa mọi người? Rồi, tiếp tục thầy có âm gió là gì nữa? Là một chữ S đứng cuối cùng. S này. Thì đọc là S. Đơn giản thôi. Tiếp tục thầy có gì đây? SE. SE. SE nó sẽ có hai trường hợp. Một trường hợp nó sẽ đọc là S.
và một trường hợp nó sẽ đọc là z. Đó, ví dụ thầy có từ gì đây? Ví dụ thầy có con ngựa, đó chính là từ gì ta? Đó chính là từ horse. Thì sẽ đọc là s. Được chưa? Nhưng mọi người nên nhớ, chắc là ai cũng biết từ này đúng không? Bữa giờ thầy dạy mọi người can I have your number please? Thì rõ ràng mọi người có SE luôn nè. Được chưa? Nhưng mà đối với trường hợp này thầy sẽ không đọc là sờ nữa mà thầy đọc là z. Horse. Còn này là please. Mọi người thấy chưa? Sự khác biệt chưa? Đó, ok. Thì chắc chắn các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là ủa thầy, khi nào mình đọc là s, khi nào SE mình đọc là s, khi nào SE mình đọc là z, thì câu trả lời là gì? Nó không có quy tắc. Được chưa? Và bắt buộc là kiểu như là nó theo kinh nghiệm của mọi người thôi. Được chưa? Đó, kinh nghiệm của mọi người là mọi người biết từ nào đọc là sờ hay đọc giờ thì mình mới đọc đúng thôi, chứ nó không có quy tắc. Được chưa mọi người? Đó thì SE đứng cuối cùng của câu thì nó auto phát âm là gì? Nó tự động phát âm là gì? Một là sờ, hai là giờ. Được chưa? Đó, thầy nói mọi người chữ chữ e đứng cùng mọi người bỏ đi, chữ âm cuối cùng của nó là một là s, hai đọc là z. Ổn ha. Tiếp tục thầy có hai chữ s này quá đơn giản. Để chữ ví dụ chữ class thì vẫn đọc là s. Cái này thầy em đọc là class. Nhưng mọi người nên nào, nó chỉ phát âm một cái âm âm sờ thôi. Class hoặc là gì? Nụ hôn là gì? Kiss. Tiếp tục thầy có sh đọc là gì mọi người? Ai đọc được chữ chữ sh này? Đọc sao mọi người? Cái này thầy đọc là s. Bốn cái trên này thầy đọc là s. Còn cái này thầy sẽ đọc là gì mọi người? SH đọc sao? Ai đoán được? Horses. À, thầy chỉ còn một từ thôi, thầy phát âm sao? Ví dụ thầy có từ này. Đó, từ này thôi. Hoặc là từ này. Hoặc là từ cá đơn giản thôi. Đó, thầy đọc là fish không mọi người? Thầy có đọc là fish không? Không. Thầy sẽ đọc là gì? Ai đoán được? Horses. À, không có fishy gì hết trơn. Mọi người nhớ SH mình đọc là gì? Shh. Thầy nói với mọi người chưa? Thầy nói với mọi người rồi. Những cái này thầy đọc là nhẹ nhàng, còn cái đây là mọi người phải chu bỏ nè. Mọi người cố gắng đọc thử thầy nghe nè. Nó giống như mình kêu người ta im lặng á. Chứ mọi có bây giờ mọi người kêu người ta im lặng mọi người không mọi người, no no no. Có giống như mọi người mà kêu người ta im lặng mọi người, no mọi người. Đó chính là cái âm SH đó. Được chưa mọi người thử thôi nha. Hãy chu mỏ lại. Nó mới ra. Được chưa mọi người? Đó. Kêu chẳng lẽ mọi người kêu người ta im lặng. No, no, no. Được chưa mọi người? Đó, thì từ này thầy đọc gì đấy? Wash. Wash. Được chưa mọi người đọc thử thầy nghe nè. Wash. Fish. Được chưa thầy? Vậy thì thầy mời một số bạn này, thầy mời Liên nè, đọc thử thầy hai cái từ này mà phát âm rõ thầy âm âm cuối cùng là âm sờ thử coi nè Liên. Ủa thầy không nghe tiếng không không thầy không nghe tiếng em bật loa lên bự thầy coi. Wash Đúng rồi, tiếp fish. tục. Ổn, rồi thầy mời Duyên nè. Wash Why, why đi? Wash. fish. Ổn, được chưa mọi người? Đó là âm sh, đó. Còn mấy cái quỷ này là bốn cái phần này là gì? Đọc là s. Được chưa? Tiếp tục thầy có gì đây? Âm z, z. Được chưa? Đây đọc là z. Mọi người phải rung cái cổ nè. Z, mọi người con này là s. Ví dụ thầy có chữ buzz. Buzz, từ này mang nghĩa là gì mọi người không biết? Được chưa? Buzz, âm cuối cùng của nó là âm z. Tương tự thầy có từ gì đây, từ gì đấy, chữ please, đúng mọi người, please. Ổn ha. Tiếp tục thầy có này s, thì nó y chang như bốn cái trên này luôn, thì đọc là gì đây? S. Bây giờ thầy có miss thì đọc y chang như là này thôi, được chưa? Gần y chang, gần thôi nha mọi người, chứ không phải nó giống nhau, gần y chang. Cái này đọc là miss, còn này là mix. Thầy xin lỗi, mix, miss bình thường thôi, được chưa? Thật ra là không có gọi là nhiều cái sự khác biệt giữa hai từ này, cứ đọc y chang thôi được rồi. Được chưa mọi người? À, tiếp tục âm gió, ngoài cái SH này, ngoài những cái sờ này, còn cái gì nữa? Thầy có GE. GE đọc là gì mọi người? Đoán thử thầy coi. Ví dụ thầy có từ này đọc như thế nào nè, ai đoán được? Từ GE đọc sao mọi người? Nói thử thầy nghe thử nè. Chờ chờ Chờ, chờ, chờ sao nhẹ chứ vậy? Đúng không? Vậy như chờ nhẹ thì chơi như chờ này đi. Đúng không? Đó thì thật ra mọi người nhớ đuôi GE này hầu như nha, thầy nói hầu như thôi, không phải lúc nào cũng vậy. Hầu như nó sẽ đọc là j, j, là mọi người gằn giọng thôi. Ví dụ chờ đó, chờ 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 tre đó, nhưng mà nó gằn giọng chút xíu, như chút xíu j, j. Mọi người thử thầy nè, j, j. Được chưa? Đó, j, j. Gằn giọng nó gằn giọng nhẹ nhẹ thôi, đừng gằn giọng mạnh quá. Được là j. Được chưa? Không ai nói chuyện tiếng Anh mà j hết trơn á. Được chưa? Thì mặc dù là gằn giọng nhưng mà gằn giọng nó nhẹ nhẹ thôi, gằn giọng trong họng mình đó. Được chưa? J, j, j. Âm này âm cũng khá là khó. Được chưa? Cho nên từ này thầy đọc cái gì? Orange. Đừng đọc là orange, phải ó thầy, nhấn thầy. Orange. Orange.
ổn với mọi người. Vậy thầy mời một bạn đọc thì âm này nè, thầy mời em mời chị Vi nè. Orange, ổn với mọi người đó. Ok, thì đó quả cam thì ai cũng biết rồi, âm cuối cùng nó là G được chưa. Ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho mọi người một số từ mà nó đu kết thúc bằng GE, đu kết thúc bằng SH để mà và cuối cùng cái âm này rất là dễ, là gì mẹ đó chính là âm ch, để cho mọi người ch. Ổn mà mọi người, âm này nhẹ nhàng thì ai cũng biết đọc rồi. Ok, vậy thầy mời thử Xuân Mai hôm nay vắng nè. Vậy thầy mời Linh cũng vắng luôn rồi, trời đất ơi. Minh Anh nè, Minh Anh nói rồi, Minh Anh em có trời, cái gì mà ôi mời, em đang xài hai cái ấy đúng không, em đang xài hai cái Google Maps, Google Meet hay sao vậy mà nó y như là âm trì địa ngục vậy? Không, em xài có một cái này. Nhưng mà sao nó vang dữ vậy? Em không biết nữa. Trời ơi, ghê quá à. Được chưa, vậy em thử nói thầy một cái từ mà nó kết thúc bằng đuôi CH mà trước giờ thầy dạy em. Match. Không, ngoài chữ match trước thầy dạy em cái đồng hồ là gì? Watch. Được chưa, nhưng cái đồng hồ treo tường là gì? Trời ơi, cái gì ghê quá em. Không không, ý là bên bên em có nghe được cái âm thanh đó không? Mọi người có nghe được âm thanh của bên Minh Anh không mọi người? Chị đó thoát mà nghe thầy. Nghe chị đúng không? Em hay dùng 2 nít lận. À em dùng 2 nít hả? Hèn chi, em thoát ra mà sử dụng 1 nít thôi em. Được chưa thầy? Nó vẫn bị vậy, em dùng 2 nít luôn hả? Đúng rồi, em sử dụng 2 cái là nó bị á. Nó sử dụng 2 cái là bị, thầy có biết hồi tại hồi trước là thầy có thử nè, thử 2 máy cái là bị vậy, thầy không biết tại sao. Giờ chắc hết rồi nè, thử thôi coi. Thầy hết chưa thầy? Hết rồi, hết rồi. Nhưng mà tại sao em dùng 2 nít vậy? Một cái là coi một à, chắc hồi nãy em mở nó bị lắc không có được, có xong em mở thôi. Ok. Nhanh rồi, thì cái từ đồng hồ đeo tay này quá đeo tay là match watch, còn đồng hồ đeo tường là clock. Em nào rõ âm ca với cuối thầy nha. Rồi ok. Đó thì mọi người đã nắm được những số âm gió này chưa? Đó, âm gió thì nó chỉ như đây. Ok, còn thật ra âm gió nó còn một âm nữa mà âm này khó thầy chịu vậy. Bởi vì nó ít xuất hiện cho nên thầy thôi khỏi vậy đi. Được chưa? Đó, âm gió là gì? Và được chưa? Đây là những trường hợp âm gió. Được chưa? Để đối với trường hợp mà một từ nó kết thúc là âm gió thì mọi người phải thêm ES cho thầy. Được chưa? Nhưng mà mọi người để ý nãy giờ mình thấy nè, CE nè, SE nè, rồi GE này nó đã có E sẵn rồi thì mọi người chỉ còn thêm gì thôi, mọi người chỉ còn thêm S. Cho lý do tại sao thì nó là thêm đuôi ES hoặc là thêm S khi một từ nó kết thúc bằng một trong những cái âm gió là như vậy. Được chưa mọi người? Nhưng quan trọng là cách phát âm, quan trọng là cách phát âm. Được chưa? Thì bữa giờ thầy dạy mọi người là giờ đọc là sờ hoặc là giờ. Ngày hôm nay mọi người cố gắng cộng thêm như thầy, nếu mà nó kết thúc bằng trường hợp nó kết thúc bằng âm gió, các bạn thêm ES hoặc các bạn thêm S vào thì các bạn vui lòng thêm như thầy một cái âm tiết, đó chính là cái âm is. Các bạn vui lòng thêm cho thầy cái âm tiết âm is, cộng thêm cái âm này, đọc nối liền, nối cho thầy luôn. Ví dụ thầy có face, face đúng không mọi người, âm của âm gió thôi. Giả bộ mọi người thêm s vậy, chẳng lẽ mọi người đọc là face? No, mọi người không thể đọc là face, mọi người phải cộng thêm cho thầy một âm tiết nữa, đó chính là âm is. Is mọi người không thể đọc là face is, no, faces, faces. Mọi người nắm được chưa? Faces. Ổn không mọi người? Đó, faces. Mọi người cộng thêm với thầy một cái âm tiết nữa, đọc là is, is. Được chưa? Và đọc nối cái âm, âm gió đọc nối luôn. Sees. Được chưa? Tương tự thầy có đọc gì đây? Buses. Buses. Và thầy có thể để thí là, để ý là một cái lỗi mà mọi người học xong rồi mọi người cứ bị quên, và đó chính là âm, âm giờ phía cuối thầy nè. Mọi người đọc là facey. Facey. Ôi, mọi người phải đọc z cho thầy nữa, cố gắng. Mọi người tí nữa chắc chắn, tí nữa cũng sẽ có bạn đọc facey, busy. Rồi âm giờ của thầy đâu? Đúng không? Đó, âm giải bộ mọi người đọc là busy đi, người ta sẽ nghe lộn, có người ta có thể nghe lộn thành này, hoặc là người ta có thể nghe lộn bằng từ này. Thật sự là như vậy luôn á mọi người. Đó, được chưa mọi người? Hoặc là mọi người đọc là facey, người ta sẽ nghe lộn thành chữ fancy. Đó, cho nên mọi người đọc sai, mọi người bị thiếu một âm cái là người ta đọc, người ta hiểu hiểu sai cái ý mất tiêu rồi. Được chưa mọi người? Đó, cho nên rất là quan trọng cho mọi người vui lòng cố gắng là thêm với thầy cái đuôi z phía cuối. Faces, buzz, buses. Còn đây đọc gì? Horse. Thì thêm s vào đọc là gì? Horses. Đúng không mọi người? Tiếp tục có kiss the kisses, đơn giản horses. Tiếp tục là có washes. Lần này không có washes nữa. Washes.
washes. Được chưa? Bởi vì âm cuối cùng nó âm sh. Được chưa? Mà tiếp tục là có buzzes. Buzzes. Mà giả bộ chữ please này, mà mọi người mà thêm s vào đọc là gì? Pleases. Được chưa mọi người? Pleases. Được chưa? Đó. Và tiếp tục ta có miss and misses. Quá đơn giản rồi. Tiếp tục ta có orange. Thêm s vào đọc là gì? Oranges. 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 Đi xuống thầy nha mọi người, được không? Oranges. Misses. Oranges. Đi xuống. Oranges. Tiếp tục ta có matches. Hồi nãy ta có watches. Thầy dùng chữ watch đi. Watches. Được chưa mọi người? Watches. Đơn giản chưa? Dạ thầy mời một lớp mình đọc hết nha. Đọc hết đi để tập luyện. Dạ thầy Diễm Quỳnh á. Đọc hết đống này thầy nha. Phrases. Person. Horses. Đừng hỏi. Horses. Horses. Kisses. Em đọc sờ hay đọc giờ ta? Âm cuối cùng âm sờ hay âm giờ? Giờ. Đúng rồi, rồi tiếp tục thầy coi. Washes. Lại thôi, washes. Ừ, lại. Thầy đọc lại. Washes. Washes. Wash. Washes. Washes. Đọc lại nè, wash. Wash. Rồi, còn được rồi, em kêu người ta em lặng coi. Shh. Em, no, no, no. Shh. Mạnh lên như này. Em đọc thầy sâu sắc coi. Sâu sắc. Sâu sắc. Ờ nó vẫn chưa đọc ra chữ sờ đó hả ta? Đúng là tiếng Việt của mình phải đọc là sâu sắc chứ không đọc là sâu sắc đâu nha. Được chưa? Đó, phải sh cho thầy. Không được đúng không hả? Không được luôn hả ta? Thế ta coi wash. Wash. Đó còn được là washes. Washes. Nhưng mà âm giờ viết cuối đâu, đúng không? Washes. Yeah. Washes. Gọn được rồi, tiếp tục. Buzzes. Buzzes. Rồi tiếp tục. Missions. Tiếp tục. Origins. Đúng rồi. Cái này matches. Đúng rồi. Mọi người thay thế bằng chữ watches thầy đừng có matches. Từ match là chữ vậy. Được chưa? Rồi tiếp tục thầy mời vậy từ nay còn về sau là em cố gắng là giờ phía cuối được với thầy nha em. Giờ phía cuối yeah. Nữa đừng có quên nha. Rồi tiếp tục thầy mời Thạnh nè. Thạnh là sờ giờ là sở trường của Thạnh á, thử coi Thạnh. Face. Face. Ủa phải, sao mà face gì? Phải faces. Face. Ủa không giờ đó thôi không? Nó đâu có đâu. Faces. Đọc lại thầy. Ừ. Faces. Ủa nó không có gì em, nó là xì chứ sao mà gì? Em đọc thầy, mà em có đọc là face không không? Face. Faces. Faces. Đúng rồi. Buses. Horses. Đừng hót em. Horse. Thầy là dạy tiếng horse mà. Một con ngựa là horse. Học được đó coi. Horse. Horses. Horses. Em bị gì ta? Tại sao nó vẫn còn gì ta? Horse. Em xì chứ. Lại thầy coi. Horses. Tiếp tục. Kisses. Washes. Đúng rồi. Buses. Rồi tới giờ mới gì nha. Tiếp tục. Misses. Nó vẫn bị gì ta? Misses sao miss gì á? Misses. Misses. Ủa sao cái thằng nghe music mất tiêu rồi? Misses. Em bị gì vậy thầy? Misses. Tiếp tục. Oranges. Match. Matches. Thầy kêu là đọc watch rồi match. Em có biết cái match mà nghĩa là gì không? Trận đấu. Ờ trận đấu mà thầy chưa dạy tính sau đi. Watches. Từ tiếp tục thầy mời Luffy nè em. Đọc từ đầu luôn rồi thầy. Đúng rồi, đúng rồi. Faces. Đọc nhanh thầy, đừng bị faces. 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 Đừng có xịt em, đừng có xịt, đừng có xịt. Sees, chứ đừng có xịt. Sees. Lại coi. Faces. Purses. Đừng có purses em. Buses. Em bị, nó bận còn một chút em bị đang kéo dài. Buses, dứt khoát thầy chứ. Buses. Purses. Horses, kisses, washes, buses. Đừng có bơ em, bus chứ sao mà bơ, bus. Buses, misses, đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Oranges. Oranges, matches. Ổn, được chưa, ổn áp. Tiếp tục thầy mời Minh Anh nè em. Faces. Đừng gì?
faces. Faces. Ủa âm giờ với cuối đâu em có em nãy cái thầy có nói không? Đúng không? Faces. Faces. Ủa âm giờ với cuối đâu? Không thầy. Không ra luôn, thầy không nghe được miếng nào luôn. Đúng không mọi người có nghe được âm giờ của bạn Minh Anh không? Mọi người nghe được không? Không luôn thấy không? Đó rõ ràng như thầy đâu có bị nghe lầm đó. Faces. Nó không ra luôn. Là như thế này, em phải đọc là gì? Fay nè, rồi em xì. Sau đó em giờ một cái nữa. Faces. Faces. Đúng rồi, tiếp tục. Horses. Đúng rồi. Horses. Ủa sao mà hoa gì, hoa xì với mà hoa gì? Âm cuối, em hiểu không? Em hiểu không Minh Anh? Hiểu không vậy? Hiểu. Hiểu thì đọc sờ, đọc nốt là đọc si. Còn SH là she. Hiểu chưa? Lại thử coi. How she. Thầy em đọc từ đó thầy không nghe được con nhà con ngựa là con gì luôn á. Horses. Horses. Tiếp tục. Kisses. Rồi. Watches. Lại coi. Watches. Tiếp tục. Horses. Tiếp tục. Misses. Oranges. 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 Giờ mạnh thầy coi. Oranges. Oranges. Đúng rồi, chính xác. Và cái đồng hồ. Matches. Đúng rồi, chính xác. Nó đỡ hơn chưa? Cố gắng phải giờ phía cuối thầy nữa nha Minh Anh. Được chưa? Ổn rồi đó. Được chưa? Matches. Rồi tiếp tục thầy mời Hoàng Anh nè. Dạ. Vô. Faces. Verses. Horses, kisses, watches, birdies, misses, oranges. Tôi em bị cái oranges, oranges. Em bị hơi bị dài chứ giờ thay nhanh gọn oranges, oranges. Em bị buzzes. Em cố gắng em gằn á, cho nên không gằn. Hiểu không em? Hiểu không? Yeah. Đó, kisses, watches. Dứt khoát thầy coi. Đọc chỗ nào lại? Chữ kiss á, chữ kiss á. Kisses. Đúng rồi. Washes. Buzzes. Misses. Oranges. Matches. Đúng rồi, chính xác. Đó, là em hồi nãy em bị gằn. Được chưa? Yeah. Đó, nói vậy cũng được, nhưng mà nó không tiêu chuẩn. Ok, ổn. Tiếp tục thầy mời Thu Hiên nè. Faces. Buzzes. Horses. Kisses. Washes. Buzzes. Misses. Oranges. Matches. Còn được rồi, em bị orange tree, đứng tree, oranges, oranges, anh em, đọc thử thế coi. Oranges. Đúng rồi, rồi tiếp tục em mời chị Vy nè. Faces, buzzes, horses, kisses, watches, buzzes, misses, oranges. Matches. Chị bị mortar. Match giúp em nha. Matches. Matches. Ổn, chính xác. Good job. Rồi tiếp tục thầy mời Liên nè em. Bự 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 lên. Thầy không nghe được chưa? Cái hình như bên loa của em nó bị sao rồi? Faces. Lại coi. Faces. Lại nè. Faces. Faces. Ủa âm giờ phía cuối đâu? Faces. Buses. À, sao em bị gì rồi? Nó đang xì mà sao em chơi gì rồi? Buses. Buses. Horses. Kisses. Washes. Đúng rồi. Buses. Good. Misses. À bị misses. Nhẹ nhàng. Misses. Misses. Đừng em đang thèm nghe music rồi. Misses. Misses. Oranges. À, sao orange gì rồi? Oranges. Đúng rồi. Matches. Rồi thầy mời bạn Duyên cuối cùng nè. Faces. Buses. Horses. Kisses. Washes. Buses. Misses. Oranges. Matches. Đừng matches em đã bị chịt rồi. Oranges. Thầy cứ đi xuống chứ mọi người đừng đi xuống là để dấu huyền chứ mọi người đừng dấu nặng. Oranges, mọi người em bị là oranges, no, oranges, đây hãy coi. Oranges, matches. Được chưa, cheese nha, đừng có chịt, em nãy giờ mới chịt đúng không?
Images. Đó, ok, cố gắng sửa thầy nha. Còn bạn nào mà nãy giờ thầy bị thiếu không ta? Còn ai không? Chắc hết rồi đúng không? Ờ, chắc hết rồi đó. Đó, thì thầy phải hướng dẫn kỹ cho mọi người phát âm chuẩn cái phần này. Bởi vì nó cơ bản, vừa dạy cơ bản là phải kêu như phải dạy kỹ, chứ thầy không thể nào thầy dạy lướt được. Được chưa mọi người? Đó, ok ha. Rồi. Đó là mình thêm S hoặc là thêm S, nhưng mà bây giờ nó lại thêm hai cái quy tắc này nữa. À, hai cái quy tắc này thật ra nó, mọi người nói chuyện thì không có, nó cũng không quan trọng, nhưng mà quan trọng là mọi người viết ra. Cái viết là cái quan trọng. Được chưa? Thì chắc chắn ngoài việc nói thì các bạn phải nhắn tin nữa. Mà nhắn tin phải nhắn tin cho đúng. Được chưa? Đó chính là gì? Khi mà một từ nó kết thúc bằng y dài, mọi người cố gắng viết vào thầy nha, cố gắng viết vào thầy. Khi một từ kết thúc bằng y dài mà trước nó là một nguyên âm thì mình chỉ còn thêm S. Được chưa? Thì thêm S một cách bình thường thôi. Được chưa? Đó, và mọi người để ý nè, khi y dài đứng trước nó là y là một nguyên âm thì mọi người thêm S như bình thường. Và phát âm là gì? Keys. Vẫn là âm cuối cùng là âm giờ. Mọi người nè, khi mọi người coi về dạy bộ môn thầy đọc chữ key đi. Key thì âm cuối cùng của nó làm gì? Đó, mọi người tưởng tượng nè, mọi người tưởng tượng nha. Đó, thầy hướng dẫn mọi người âm cuối nè. Key thì âm cuối cùng của nó là mọi người bỏ âm khờ ra đi. Được chưa? Thì âm cuối cùng của nó là âm y. Y nó phải là nằm trong thời phong kiến phương Tây không? Không. Nó có phải là âm gió không? Làm gì phải. Và chắc chắn cho nên trường hợp còn lại cho nên đọc là keys. Mọi người nắm được chưa? Đó, đọc là keys. Chứ thấy mọi người cứ thấy y dài cái là mọi người đọc là giờ thầy nhanh gọn. Được chưa? Keys. Chỉ còn thêm S bình thường thôi. Tiếp tục phải có guy. Là gì đây? Là một chàng trai. Mọi người nhớ viết vào thầy nha. Guy là chàng trai. Vậy ta có guys. Guys là những chàng trai. Nó còn một nghĩa khác sau này thầy nói sao? Guys. Guys. Phải giờ rõ thầy. Được chưa mọi người? Đó, kia rõ ràng y dài đứng trước đó là âm ai. Guy thì âm đầu, âm cuối cùng của nó âm ai. Ai thì thêm S đọc là gì? Z. Mọi người nắm được không? Đó, ok ha. Rồi nguyên âm này thấy U là nguyên âm thôi cho nên là đọc thêm S vào thôi. Được chưa? Vậy đối với những trường hợp mà y dài mà đứng trước nó là phụ âm thì như thế nào? Thì mọi người vui lòng là biến y dài thành y ngắn và sau đó mình thêm ES. Đối với trường hợp thêm ES này nó không được phát âm là âm gió nha mọi người. Mọi người vẫn đọc là Z cho thầy. Nó không thêm một âm tiết nào hết. Nó không thêm âm tiết. Được chưa mọi người? Đó, ok. Rồi ví dụ thầy có chili. Chili là một quả ớt đúng không? Y dài. Đứng trước đó là chữ L. Được chưa? Là phụ âm rồi. Cho nên thầy biến y dài thành y ngắn và thêm ES. Thầy sao gì đây? Chilies. Chilies. Âm cuối cùng của nó vẫn âm gì? Vẫn là âm z. Được chưa mọi người? Chilies. Chilies. Tiếp tục thật có fly là con gì? Con ruồi. Được chưa? Thì y dài đứng trước đó là y dài đứng trước đó cũng là l luôn thì đọc là flies. Biến y dài thành ngắn và thêm es nhưng mà vẫn đọc bình thường thôi, flies. Tiếp tục thật có pharmacy. Pharmacy là tiệm thuốc tây đúng không? Y dài đứng trước đó là chữ cờ. Được chưa? Đó cho nên là phụ âm cho nên phải đọc là biến y dài thành ngắn và thêm es. Pharmacies như thế này. Được chưa mọi người? Vậy thầy cũng mời một bạn thì hỏi Minh Anh nè, cái từ tiệm thuốc tây ngoài chữ pharmacy thầy còn từ nào nữa em Minh Anh? Drugstore. Đúng rồi, đọc lại nè, đừng trước em. Drugstore, drugstore. Drugstore. Được chưa? Gần được rồi đó. Ờ, ổn chưa? Đó, thì cố gắng viết vào cho thầy nha mọi người. Đó, viết vào nha. Thầy đi đổ rác á. Chưa mọi người, ok chưa? Rồi xong hết chưa mọi người? Xong hết chưa ta? Xong hết đúng không? Rồi thì thầy sang phần này, đó chính là cái gì? Hồi nãy đó chính là trường hợp y dài, bây giờ thầy sẽ trường hợp này. Đó chính là khi một từ kết thúc bằng F thì ta thường nha mọi người, nhớ là thường, được chưa, là biến F thành V và cộng thêm ES. Được chưa mọi người? Và đuôi ES thầy sẽ đọc là vẫn là đọc là Z. Được chưa? Thầy nói lại, một từ mà kết thúc bằng F thì thường mình sẽ biến F thành V và thêm ES. Được chưa? Và đuôi ES vẫn được phát âm là Z. Ví dụ thầy có wife. Wife là vợ, chắc ai cũng biết rồi, ai chưa biết thì biết vào wife.
Thì nó kết thúc bằng FE, nó cũng y chang là F đó mọi người. Là thầy sẽ biến F thành V và thêm ES. Đọc gì? Wives. Wives. Và mọi người nhớ là âm F và âm V là trong tiếng Anh là tuyệt đối là lúc nào cũng phải phát âm ra. Chứ mọi người đọc là Y. Y là gì? Thầy đâu biết Y là gì đâu. Đúng không? Gọi là wife. Wife. Được chưa? Và thêm biến F, từ này sẽ đọc gì? Wives. Nó đây giống như là số 5 vậy. Five. Five. Wives. Wives. Mọi người nhớ nha, chứ không đọc là with nhiều người. Mọi người lâu lâu mọi người quên cái phát âm á. Mọi người đọc là with là người ta không hiểu đâu. Được chưa mọi người? Sorry. Được chưa mọi người đọc là wives. Wives. Tiếp tục thời gian nào có gì đây là knife. 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 Âm cuối cùng của nó là, bỏ e đi, âm cuối cùng của nó là knife. Mình có đọc là knife không? Nó giống như là không đọc là I don't know. I don't know. Được chưa mọi người? Knife. K với N đứng bên cạnh nhau luôn luôn phát âm là N. Được chưa? Âm K là kêu gọi là K cắm á mọi người. Knife. Được chưa? Thì ta sẽ biến vậy, biến F thành V và thêm ES như thế này. Thầy đọc cái gì đây? Knives. 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 Âm này là âm thật ra nó khó nhưng mọi người không dễ đâu. Có con V rồi giờ thầy này. Knives. Knives. Được chưa? Đó. Ok. Thì trừ nó, đối với trường hợp mà một từ kết thúc bằng F á, có phải lúc nào mình cũng biến đổi F thành V và thêm ES không? Không. Cho nên nó sẽ trừ một số trường hợp đặc biệt, giống như là bữa thầy dạy mọi người chữ chef. Bữa hôm trước đọc là chef. Thì nhiệm vụ chúng ta thêm gì? Thêm S vào thôi. Thầy sẽ đọc gì? Chefs. Đúng không? Bữa thầy dạy mọi người nằm trong thời phong kiến phương Tây. Đúng không mọi người? Đó, ok. Rồi, đối với trường hợp này đặc biệt chỉ còn thêm S thôi, không có biến đổi. Tiếp tục thầy có roof. Roof là gì mọi người? Roof là gì mọi người? Nói thử tôi nghe nè. Roof là gì? What does it mean roof? Roof. Mái nhà. Được chưa? Đó, ai chưa biết thì viết vào. Roof là mái nhà. Thì mọi người chỉ còn thêm S vào thôi. Roofs. 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 Khó nha mọi người. Cho mọi người là phải đọc rõ, đừng đọc là roofs. Roofs là người ta không hiểu đâu. Roofs. Roofs. Khó. Được chưa? Đối với trường hợp này thì nên mái nhà em, mái nhà. Được chưa? Roof là mái nhà, thêm S vào thôi. Số nhiều thêm S. Được chưa? Đây là một số trường hợp đặc biệt, là trường hợp một khi một trường hợp đặc biệt thì nó sẽ ít nha mọi người. Cho nên là thầy nói là thường thôi, phía trên là thường biến S thành V và thêm ES. Được chưa mọi người? Đó, mọi người viết rồi thầy cho mọi người đọc. Nếu mà ở trên lớp á, nếu mà mọi người đã học thầy rồi thì thấy mọi người sẽ để ý là lớp mình hình như là có hai bạn đúng đã học thầy rồi đúng không? Đó là Oanh với là chị Vi nè. Đó thì rõ ràng là từ vựng mới thì thầy cho tất cả lớp mình đọc hết. Nhưng mà giờ học online thì nó khó chỗ đó. Đó cho nên là mọi người cố gắng vài thêm khoảng đâu 2 tuần nữa thôi. Được chưa? Đó, thầy đọc lại nào. Wife. Wives. Knife. Knives. Chef. Chefs. Roof. Roofs. Được chưa mọi người? Đó thì nhớ một số trường hợp đặc biệt. Ủa vậy cái thầy, một số bạn học sinh sẽ hỏi, ủa giờ làm sao để biết khi nào biến đổi thầy? Kinh nghiệm. Vẫn là kinh nghiệm. Được chưa mọi người? Đó. Rồi thì nói một số trường hợp đặc biệt thì thật ra nó còn một số cái nữa, một số trường hợp đặc biệt nữa, nhưng mà nó không có gần gũi thì thầy chưa nói. Được chưa? Đó, chứ không gần gũi thì thầy không nói. Hai cái là mọi người cũng chết lên chết xuống chứ đừng nói thầy liệt kê. No. Thầy là còn cái gì, còn dạy cái là mọi người còn học cái gì á thì thầy mới dạy chứ thầy không dạy tùm lum. Đó, trước giờ bữa giờ mọi người thấy thầy có dạy gì tùm lum không? Không, không hề tùm lum luôn. Được chưa? Vậy thầy mời một số bạn đọc thử cho thầy bốn từ này nha. Thầy mời em mời chị Vi nè ta. Chị Vi giúp em nè. Why? Lại giúp em nè, wife. Wife. Bên này nè ta. Wise. Đúng rồi nè. Kind. À, cái này mình có đọc. Chị cố gắng chị viết vào giúp em chữ knife là được rồi. Chị cố gắng viết giúp em là chữ knife. Knife là mình biết cách đọc à? Knife. À, bởi vì hồi nãy em có nói là chữ K này là K cam mới đọc cho em là knife. Knife. Cái này là con dao nha mọi người. Hồi nãy hình như là thầy quên viết nghĩa đúng không? Đó, knife, con dao. Vậy mình biến đổi đọc giúp em bên này nè. Nice. Đúng rồi nè. Chef. Đúng rồi. Chefs. Đúng rồi chị. Từ lời đọc sao? Dạ, roof. 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 Đúng rồi. Roofs. Đúng rồi, good job. Đó, nói như vậy thì em đã nghe đó. Được chưa? Rồi tiếp tục thầy mời bạn Diễm Quỳnh nè. Đọc thử với cho thầy những từ, tất cả từ nãy chị Vi vừa mới đọc nè. Wife. Wife. Nice. 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 Em thầy nghe thành nice. Đấy em đọc là thầy nghe thành chữ nice một cách rõ ràng luôn. Em biết chữ nice, nice to meet you nè, thấy chưa?
Knives. Chính âm z rất là quan trọng nha mọi người. Knives. 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 Đúng rồi. Chip. Đừng chip là gì? Phải nghe thành như chip. Oh no no no. Chef. Chef. Đừng xếp em sờ. Mọi người nhớ thật ra từ này từ tiếng Pháp. Tiếng Pháp cho người ta là shh. Giống như là chữ shh, im lặng. Chef. Chef. Chefs. Đúng rồi. Roof. Roof. Đừng rút em. Roof. Roof. Đừng roof. No no. Roof. Roof. Roofs. Roofs. Đúng rồi, chính xác. Ổn nha mọi người. Đó thì mọi người biết vào hết chưa ta? Biết vào hết đúng không? Thì cố gắng là những cái trường hợp này cũng khá là khó, khó nhớ nha mọi người. Đó cho nên mọi người phải cố gắng coi thường xuyên thôi. Được chưa? Knife. Knife. Đó, chef, roof. Được chưa? Đó thì thầy sẽ thường xuyên gửi cho mọi người bài tập. À, thì mọi người nãy đã ai kiểu như đã làm bài tập thì mọi người thấy rõ ràng là gì? Bài tập là lúc nào cũng ôm lại cho mọi người từ bài đầu tới bây giờ. Đúng không? Từ mình đã học thì buổi hôm nay là buổi thứ 6 rồi. Đó nhưng mà tới giờ thầy vẫn ôm cho mọi người cái gì? Những cái mà phát âm ABCD nè. Được chưa? Rồi đánh vần nè, gọi tên nè, số điện thoại nè, what's this, what's that. Đó, học tiếng Anh là mình phải cố gắng gọi là liên tục. Phải làm bài tập liên tục bởi vì hiện tại môi trường của mọi người có rất là ít. Được chưa? Đó, thầy sẽ cố gắng hết sức để thầy mỗi ngày cho mọi người một bài tập. Nha mọi người. Đó, được không mọi người? Mỗi ngày một bài tập được không? Được không mọi người? Dạ được. Được chứ đúng không? Giờ học giao tiếp là khó lắm nha mọi người, không có dễ đâu. Giao tiếp để sau này nghe, nghe khó lắm. Được chưa? Hai ngày một bài đi em. Dạ, để em tính toán lại. Được, bởi vì học giao tiếp thì em muốn mọi người phải cố, phải là tiến bộ nhanh. Đó, cho nên là phải nó gọi là tiếp xúc tiếng Anh thường xuyên. Bởi vì mọi người giải bộ một ngày một bài đi thì mọi người tiếp xúc được tiếng Anh có đâu nửa tiếng à. Mà nó gọi là tiếp xúc dễ đâu phải gọi là tiếp xúc khó đâu. Đúng không? Bởi vì hiện tại là thầy chưa thể nào cho mọi người một cái video dài thiệt là dài khoảng 2 phút 3 phút là chắc chắn là chết, thầy không dám dạy vậy. Thầy dạy từ từ, mỗi ngày một ngắn thôi. Được chưa mọi người? Thầy sẽ cố gắng. Được chưa? Nếu mà 2 ngày cũng có thể. Rồi được chưa mọi người? Rồi xong đúng không? Rồi vậy bây giờ mọi người cố gắng là mỗi lần mà có số lượng là trên 1 là vui lòng là thêm S hoặc là thêm IS cho thầy. Ở viết thì không nói thì chắc chắn là mọi người ít viết hơn là ít đọc rồi. Đó, ít nói rồi. Đó cho nên lúc nào nói cố gắng suy nghĩ trước khi nói. Tập luyện trước. Đó bây giờ mà để thầy mà quên S là tuyệt đối là không được rồi đó. Kiểu như là bây giờ thầy suy nghĩ như là người bản xứ rồi. Đó, suy nghĩ về cái phần cái vụ mà sờ giờ thôi nha. Cái đuôi thêm đuôi thôi là không, tuyệt đối là không bao giờ kiểu như là thiếu nữa. Đó, hồi trước thầy nhớ hồi xưa vẫn hồi xưa còn là học sinh thì thiếu lên thiếu xuống, nhưng lúc nào mình cũng gọi là định hình trong đầu mình suy nghĩ trước khi nói thì nó sẽ quen. Được chưa mọi người? Đó, bây giờ là phản xạ của thầy rất là nhanh cái việc này. Được chưa mọi người? Không thể nào thiếu được, cho nên thầy mong mọi người tập luyện cái này. À ha. Đó, và quan trọng là đọc là sờ giờ hay là is. Được chưa? Thì coi, đầu tiên là xét nó có nằm trong thời phong kiến phương Tây hay không. Rồi thứ hai, nếu mà không phải trường hợp nằm thời phong kiến phương Tây thì nhảy sang nó có phải là trường hợp âm gió hay không. Nếu trường hợp âm gió thì đọc là gì? Cộng thêm âm is phía cuối, is, chứ đọc là y nha mọi người, is. Được chưa? Nếu nó không phải hai trường hợp đó là trường hợp còn lại đọc là gì đây? Z. Vậy trường hợp này là trường hợp nhiều nhất, đó chính là trường hợp âm cuối, ở trường hợp cuối cùng là âm z. Được chưa mọi người? Đó, ok, cố gắng từ nay về sau cố gắng. Thầy chắc chắn một điều thì ít nhiều thì mọi người học bài này xong mọi người cũng sẽ quên, đảm bảo cũng sẽ quên. Đó, cho nên là mọi người cố gắng gọi là sửa thôi. Đó, hạn chế thôi nha. Đó, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ học từ vựng. Hoàn toàn là âm gió hết. Ok, rồi mọi người viết vào nha. Được chưa? Đầu tiên thầy sẽ hướng dẫn mọi người đọc hướng dẫn hết từ vựng, phát âm, rồi sau đó thầy sẽ mời cả lớp mình đọc. Được chưa? Nếu mà ở trên trường, ở trên lớp học trực tiếp á, thì hướng dẫn từ này, rồi sau đó mời em rất là nhanh. Được chưa? Chứ bây giờ mà gọi tên Thu Hiền, Hà Thạnh nó rất là lâu mọi người. Đó cho nên là thầy hướng dẫn đọc phát âm trước, rồi sau đó thầy mời mỗi bạn đọc lại từ đầu tới cuối. Được chưa? Như vậy thì nó sẽ ít tốn thời gian hơn. Ok, đầu tiên thầy có nhìn vô là biết hình ảnh rồi. Được chưa? Mình nhìn hình ảnh là biết cái con này, cái này là cái gì rồi. Đầu tiên thầy có cockroach. Cockroach. Và nhớ hoàn toàn là âm gió hết, cho nên mọi người vô đồng là đọc âm gió hết, ra âm gió cuối cùng hết cho thầy nha. Được chưa? Đầu tiên thầy có cockroach, nhấn vô âm tiết thứ nhất. Được chưa? Cockroach. Cockroach. Một cái nhắn thì một cái đi xuống, thầy dạy mọi người nghe buổi đầu tiên chưa? Cockroach. Được chưa mọi người? Giải bộ thêm IS thầy sẽ đọc gì? Cockroaches. Phải thêm đuôi IS đâu thầy, bởi vì nó đâu có E sẵn đâu. Thêm IS đọc gì?
cockroaches. Mấy âm tiết mọi người? Ba âm tiết. Được chưa? Hai âm tiết cộng một âm tiết nữa thành ba âm tiết. Được chưa? Mọi người nhớ đi xuống nha. Cockroaches. Cockroaches. Được chưa? Cockroaches. Được chưa? Tiếp tục. Thầy có bridge. 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 Đó, âm GE cho nên là cầu, đây là cây cầu. Cây cầu đếm được không? Cây cầu đếm được. Được chưa? Nó E sẵn chứ còn thêm S thôi đồng sao? Bridges. 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 There are two bridges in Cam Ranh. Được chưa mọi người? Bridges. Tiếp tục. Thầy có gì đây? Nail polish. Nail polish. Âm cuối cùng của nó là âm sh. Được mọi người? Nail polish là lọ sơn móng tay. Mọi người nhớ cái này là lọ sơn móng tay. Được chưa? Nail polish. Nail polish. Thì bị add vào đọc là gì? Nail polishes. Nail polishes. Kịp nha mọi người. Polishes. Đó, ok ha. Rồi, nail polishes. Tiếp tục, thầy có piece of cake. A piece of cake là một miếng bánh. Được chưa? Đó, cái này thầy dạy rồi. Nhưng mà hồi bữa thầy chưa quăng vào. Bởi vì cái đó là trường hợp âm gió, thầy chưa dám dạy. Thì ngày hôm nay học thì thầy mới dám dạy. Được chưa? Thì là có C, N đúng cùng thì chắc chắn phát âm là S. Nó là âm gió rồi. Nhưng có S, có E sẵn, chỉ còn thêm S thôi. Quan trọng là đọc gì? Có đọc là piece of cake không? No. Đọc như nào mọi người? Pieces of cake. Pieces of cake. Pieces of cake. À, cho nên cái từ này thầy đọc quen rồi. Thầy đọc là pieces of cake. Được chưa? Đó, ai chưa đọc nối được thì cố gắng đọc là pieces of cake. Được chưa? Nhưng mà thầy khuyến khích đọc nối đi. Pieces of cake. Pieces of cake. Ví dụ, there are five pieces of cake on the table. There are five pieces of cake on the table. Được chưa mọi người? Tiếp tục có pillowcase. Thì âm cuối cùng của nó vẫn là âm gì? Âm s. Mặc dù nó có se, có se thì nó sẽ có hai cách. Một là s, một là z. Còn đối với trường hợp này là s. Vậy pillow thì mọi người thấy có pillow là gì? Đó chính là cái gối. Mọi người viết vào thầy nha. Pillow là cái gối. Còn case là gì? Ví dụ thầy có case điện thoại là gì? Đó chính là cái vỏ bọc điện thoại. Được chưa mọi người? Vậy ta có pillowcase gì? Đó chính là vỏ gối. Vỏ gối đúng không mọi người? Ừ, tiếng Việt của mình gọi là vỏ gối đúng không? Bọc là bọc gối hả? Tiếng Việt mình gọi là vỏ gối đúng không mọi người? Hay là cái gì? Đúng không mọi người? Dạ đúng. Vỏ gối đúng không? Đó, pillowcase. Pillowcase. Bao gối. Bao gối. Vỏ gối là cái gì chán ghê. Không, đôi khi tự đang dạy tiếng Anh mà đôi khi bị quýu tiếng Việt lại vậy mọi người. Ngộ vậy đó. Bao gối đúng không? Đó, vỏ gối thì chắc ngoài Bắc người ta nói. Được chưa? Pillowcase. Được chưa? Đó, pillowcase. Mọi người như đi xuống thôi nha, đừng có pillowcase. Được chưa? Đó, từ nay về sau đừng gọi tiếng Anh. Ê mày, cái case của mày đẹp quá ha. No. Oh, cái case của mày đẹp quá ha. Đó đúng không mọi người? Đó, cái case. Nó chứ hỏi case là cái gì? Ở tao học tiếng Anh á, cho nên đọc là cái case. Được chưa mọi người? Pillowcase. Bất kỳ cái loại bọc nào, thầy sẽ dùng chữ case. Được chưa mọi người? Đó, pillowcase là như vậy. Được chưa? Tiếp tục thầy có rose. Đó, mọi người nhớ đây là cái nào gọi là cái kinh nghiệm của mọi người thôi. Từ này đọc là rose, rose, rose. Được chưa? Thì cái này số nhiều đọc gì? Pillowcases, pillowcases. There are two pillowcases. Được chưa mọi người? Có hai cái bọc gối. Được chưa? Hoặc là bao gối cũng được. Đó, phải thêm S vào thầy. Ở từ này về sau cố nhớ số lượng. Lúc nào bây giờ mình đã bắt đầu mỗi ngày kiến thức đã mỗi mới rồi. Cho nên mình mọi người cố gắng ý thức được những bài mới của mình. Từ từ nói cũng được, tập luyện trước từ từ nói. Được chưa? Đó, thêm S đầy đủ cho thầy. Chứ mọi người cứ kiểu như là nghĩ sao kiểu như là nghĩ sao y như tiếng ở trong từ tiếng Việt sang tiếng Anh cái là mọi người bị quen rồi. Đó, cho nên là suy nghĩ trước khi nói pillowcase. Oh, there are hai cái there are two pillowcases. Được chưa mọi người? Đó, ok, mình thêm S rồi sợ là mình phải suy nghĩ đến việc phát âm nữa, khó lắm. Được chưa? Nhưng cho nên bắt buộc phải tập thôi, mới bắt đầu mà. Thầy đâu có đòi hỏi mọi người nhanh đâu. Đúng không? Thì từ từ tập luyện. Được chưa? Tiếp tục thầy có này là rose. Rose. Thì thêm S vào đọc gì mọi người? Roses. 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 À, khó. Khó nha. Roses. Tiếp tục thầy có bench. Bench. Cái này là ghế. Ghế công viên. Ghế ngoài công viên. Nha mọi người. Bench. Được chưa? Đó. Ghế công viên này. Hoặc là thật ra có phải lúc nào ghế này cũng mọi người cũng thấy có trong công viên không? Không. Ví dụ như một người nhà có vườn đi. Đó, thì mọi người thường bỏ trong này nhưng mà vườn nó phải công viên đó. Nhưng mà người ta gọi là bench. Vậy tiếng Việt của nó gọi là ghế gì mọi người? Ghế gỗ hả? Không. Gọi là ghế gì? Ghế tựa. Ghế dài. Ghế dài hoặc ghế tựa. Ừ, có thể được đúng không? Ghế tựa hoặc ghế dài gọi là bench. Đúng rồi đó, ghế tựa hoặc ghế dài. Đó. Thì nói tiếng Anh quá rồi, biết từ đó là tiếng Anh nó là gì. Nhưng mà tiếng Việt là gì luôn không? Thầy không biết luôn mọi người, ngộ ghê vậy. Bench.
ghế tựa, nhưng mà ghế tựa vậy, bộ ghế này ghế tựa cũng được mà, đúng không? Là ghế dài đi ha, ghế dài đi, bench. Thêm chữ dài nữa thôi. Ghế dài đi, bench. Chứ mọi người ghế dài long 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 xe các người ta chịu thua mấy đứa. Mọi người đó, bench. Ổn mọi người đó, thì thêm số nhiêu đâu gì, benches, benches. Cố gắng làm giờ phía cuối nha. Tiếp tục thật có matches, đừng gọi matches nha mọi người, matches, matches, matches. Đó chính là cái gì mọi người? Cái nệm, cái nệm, matches, cái nệm nha mọi người, matches. Thì rõ ràng cái này case âm của âm sờ, cái này cũng sờ, nhưng ba loại sờ khác nhau, được chưa? Đó, cái chữ khác nhau nè, đó, matches. Nhớ đọc với phiên âm ra thầy nè, mét rồi chợt, đó, mét rồi chợt cho thầy nha, mét rồi chợt. Thôi cho nó tiếng Việt đi, matches. Mọi người viết tiếng Việt như vậy thế này cho nhớ nè, mét rồi chợt. Rồi sau đó mọi người sờ một chút xíu như này, matches, matches, được chưa? Đó, ngôn từ này là gì? Polish, từ đây là polish cho thầy nè, pol nè, polish, được chưa? Rồi sau đó người thêm sh vào thầy, đó, polish, được chưa? Đó, còn này là gì? Chữ cock, cockroach, cock nè, cock nè mọi người, rồi crow, đấy, đó, đơn giản chứ, cockroach phiên âm tiếng Việt như thầy luôn nè, cockroach, cockroach, còn này pillow nè đó. Đảm bảo là thầy nói một lần mọi người không nhớ nổi phát âm đâu, cho nên thầy mọi người viết vào này, lúc mà không có thầy thì mọi người nhớ p nè, pillow nè, được chưa mọi người? Đó, pillow, biết chữ viết pillow, chữ k là quá đơn giản rồi, nhưng mà cố gắng đọc sờ thầy nha. Còn này là row, rose. Tiếp tục fridge khỏi cần nói. Con này là gì? Wish, wish là gì mọi người? Ước muốn, ước mong, ước muốn gì đó. Đây là danh từ, những cái này bữa giờ thầy dạy mọi người là danh từ, ước mong, ước muốn đọc gì? Wish. Số nhiêu đọc gì? Wishes, wishes. Cái này khi thêm es là chỉ bench, đọc là benches, thêm es. Cái này cũng thêm gì? Cũng thêm es vào thầy. Mattresses, mattresses. Tiếp tục cái này có e sẵn chỉ còn thêm es thôi, đọc fridges. Tiếp tục cái này âm cuối cùng là cũng là âm gió, âm nào sh, cũng thêm es bởi vì đâu có e sẵn, đọc là wishes. Đó, ví dụ thầy nói gì? Tôi có ba điều ước thì nói như thế nào đây? Tôi có ba điều ước thầy nói như thế nào đây? Thu Hiền, tôi có ba điều ước nói sao? I have got three wishes. Wish gì? Số nhiều đâu? Wish. Không, tự nhiên đâu vậy? Ông cuối cùng nó âm gió rồi, em phải thêm gì nữa, em hiểu không? Dạ thêm es. Thêm es động sao? Wish gì? Wishes. 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 Lại, wishes. Wishes. Sợ thầy em bị wishy rồi, wishy là gì? Thầy nghe thành thành từ khác rồi đó. Wishy, no no. Wishes. She's. Wishes. Đúng rồi đó. Ok, thì bình thường được rồi. I have got, em gọi I've got là được rồi. I've got. I've got. Được chưa em? Đó, rồi. Vậy thầy mời một. Bây giờ thầy mời cả lớp mình đọc nha. Đó, đọc cho thầy là gì? Đầu tiên, cockroach. Số nhiều. Cockroaches. Cockroaches. Hiểu mọi người? Bridge. Bridges. Số ít, số nhiều cho thầy. Rồi, đầu tiên thầy mời Duyên nè. Duyên. Cock, đừng cock, cock em. Đừng cockroach vậy. Cockroach. 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 Đúng rồi. Đọc tiếp hả thầy? Ừ, đúng rồi. Số nhiều, số nhiều, số nhiều, số nhiều. Cockroach. Cockroaches. Em hiểu không? Cockroaches. Đúng rồi, tiếp tục. Bridges. Ủa, số ít rồi, số nhiều thầy. Bridge. Bridges. Bridge. Bridges. Nail polish. Nail polishes. Đúng rồi. Piece of cake. Được, piece of cake. Bị ngang không? Piece of cake. Đọc như nào? Piece of cake. Đúng rồi. Pieces of cake. Đúng rồi. Pillow case. Pillow cases. Rose. Roses. The roses. Roses. Thầy kêu mọi người đừng có dịch. Đừng chịch. These. Roses. Roses. Đừng roshi là gì? Roses. Roses. Pinch. Pinches. Matches. Matches. Matches gì? Số nhiều đâu? Đọc sao thầy không biết nữa. Thì âm của Google là âm sơ. Thì em chỉ còn thêm BS, em đọc cộng thêm cái Y, số Y chang mấy cái này thôi. Pillowcase, P
pillowcases, đơn giản vậy thôi. Mattresses. Đúng rồi, đơn giản, mattresses. Em đọc thêm một âm tiết nữa chứ em thì mattress là cái gì? Đúng không? Đó, em bị sợ. Thế mẹ là nhanh gọn. Mattresses. Đọc lại. Mattresses. Xì phải giờ thầy, mattresses. Mattresses. Tiếp tục. Fridge. Fridges. Wish. Wishes. Đúng rồi, mọi người em bị vẫn là shit. Fridges. Fridges. Cheese, không có cái shit. Fridges. Fridges. Rồi ok ổn, rồi tiếp tục thầy mời Liên nè. Lẽ thầy nè Liên. Liên 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 liên. Dạ em nghe em nghe. Vô vô. Cockroach. Ờ gì cockroach gì em ghê vậy. Cockroach. 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 Ủa trời nhẹ thôi em. Cockroach. 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 Số nhiều. Cockroaches. Chị mạnh như vậy. Cockroaches. Cockroaches. Nhẹ thôi chứ chi nhẹ thôi. Cockroaches. Cockroaches. Được chưa? Lúc mà một bạn đọc thì thầy nghĩ là những bạn còn lại cố gắng đọc theo đi để cho mình nhớ. Mình phải nói nhiều thì mình mới nhớ được mọi người. Đó chứ mọi người đừng nhảy vô đầu cứ nói thẳng ra. Cockroaches. Được chưa? Tiếp tục. Rich. Riches. Nail polish. Được, được cái nail polish em. Nail polish. Sơ mạnh em SH nè. Nail polish. Nail polish. Nail polishes. P of K. Ờ sao P of rồi. D of K. Ủa sao giáp? C với E đứng cùng đọc sẽ đọc là gì? C E đứng cùng đọc là gì em? Sơ hay sơ? Sơ. Thì đó em bị B giáp rồi, không được. Đọc lại, piece of cake. Piece of cake. Sao giọt rồi, sợ thấy chứ em bị giọt rồi. Piece of cake, sọp, sọp. Piece of cake. Số nhiều. Piece of cake. Piece, ủa em thêm S, em thích em cái mảnh, cái mẫu chứ em không thêm cái bánh em. Thêm S ngay này nè, em thêm phía sau là cái gì? Pieces of cake. Pieces of cake. Sao là bi gì ta? Pieces. Pieces of cake. Tiếp tục. Pillow cake. Sợ đâu, sợ đâu. Pillow case. Rolls. Ủa, ủa, số nhiều đâu em? Ủa, làm sao không hiểu hả? Một cái là số ít, một cái là số nhiều. Mà số nhiều của thêm S sẽ đọc là gì em? Pillow case gì? Pillow case. Sao mà, sao là vấn đề là gì nữa? Cases. Yeah. Pillow case. Pillow case. Sao vẫn là gì? Pillowcases. Pillowcases. Rose. Rosy. Ủa âm cùng âm giờ của thầy đâu? Pillowcases. Roses. Rosy. Ủa em cái đọc như gì mà thầy? Em gì nhưng mà âm cuối cùng âm giờ phía cuối nữa em hiểu không? Trời nãy giờ thầy nhắc bao nhiêu lần rồi? Giờ phía cuối nữa. Roses. Rosy. Ủa? Em giờ em nãy giờ có hiểu không vậy Liên? Dạ hiểu. Row nè, em phải thêm giờ rồi em gì, em phải thêm giờ một cái phía dưới này nữa, hiểu không nè? Roses. Dạ. Roses. Đúng rồi đó, chứ nãy giờ em có đọc chữ giờ phía cuối không? Dạ em có đọc mà thầy. Không nghe luôn em. Mọi người có nghe không mọi người? Đảm bảo không nghe luôn á, vừa mới nghe được nè. Rồi tiếp tục thầy nè. Bench, benches, matches, matches, matches. Sao mà gì nữa? Matches. Bridge, bridge. Whiz. Sao whiz? SH đọc là gì? Whiz. Đâu. SH đọc là gì em? SH đọc là gì? Whiz. Thầy không còn quy vậy, thầy đang còn là SH đọc không sao nè. Dạ đọc là. Em kêu người ta im lặng coi. Dạ S. Em kêu người ta im lặng chứ tụi em đọc S là sao? Em kêu dễ một người ta ồn quá, em kêu người ta im lặng nó sao? Đó, thì đó là âm
Đầu tiên em vào wish là gì? Lại ta coi. Wish. Rồi số nhiều thì sao? Wishes. Lại ta coi. Em đọc nhẹ nhàng thôi. Em đọc vì đang bị cố quá rồi. Wishes. Wishes. Được chưa? Đó. Trời, nãy giờ mới có hai bạn thôi hả? Rồi tiếp tục thầy mời Vi nè. Em mời chị Vi nè. Cockroach. Cockroaches. Bridge. Bridges. Nepalese. Nepalese cheese. Pieces of cake. À, không có bị dịch nữa chị. Piece of cake. Piece of. Piece of cake. Pieces of cake. Pieces chứ không có BZ nữa chị. Piece, bởi vì cờ với em đúng cùng luôn luôn phát âm nè. Pieces of cake. Pieces of cake. Chị bị dịch nữa rồi. Pieces giúp em nè. Pieces of cake. Pieces of cake. Pillowcase. Pillowcase. Pillowcases. Ê, chị bị vắng bị dịch nữa. Pillowcases. Cases. Bởi âm cuối cùng nó không phải âm giờ. Không phải là gì nữa mà là C giúp em. Pillowcases. Pillowcases. Grouses. Bench. Benches. Oh, benches. 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 Matches. Matches. Nó vẫn bị dịch nữa, nó vẫn bị dịch nữa. Matches. Chị nhớ nè, đối với trường hợp thì chị đừng có giờ, chỉ đối với trường hợp này mới được chỉ gì thôi. Roses. Bởi vậy âm cuối cùng của nó là âm z, còn mấy cái này đọc là âm sờ hết. Pillowcase. Matches. Peace. Cho nên chị mới thêm là matches. Gì chứ chị bị gì rồi. Đó, lại giúp em nè. Matches. Em chưa nghe hết. Matches số nhiều nữa giúp em nè. Matches. Nó phải vẫn bị gì là sao ta? Em vẫn không hiểu á. Ta vẫn matches gì, nó phải là matches. Giống như xì hơi thôi đó chị. Matches. Matches chị đọc chữ xì không nữa, xì giúp em xì rồi bây giờ. Seas. Matches. Matches. Đúng rồi, chính xác phải mà người có quán xì thấy chứ mọi người đừng có gì hết á. Matches. Khó lắm nhưng mà dễ không? Đó, rồi tiếp tục giúp em nè. Bridges. Đừng nhiều bridges. Bridges. Cheese giúp em. Bridges. Which. Wishes. Đúng rồi, wishes. She giúp em. Wishes. Đúng rồi, wishes. Mà người như mình y chứ mình không có ịt nha mọi người. Mọi người bị quen á, wishes. Wishes. She's. Wishes. Ổn, ok. Rồi tiếp tục thầy mời Thu Huyền nè. Cockroach. Cockroaches. Chị xì dữ gớm với em. Cockroaches thôi. Gì mà cheese rồi xì nữa. Cockroaches. Đúng rồi, tiếp tục. Rich. Riches. Nail polish. Nail polishes. Piece of cake. Pieces of cake. Pillowcase. Được sao pillowcase nó bị ngang quá vậy? Pillowcase. Pillowcases. Rose. Roses. The roses, em bị dịch nè. Roses. Z. Roses. Tiếp tục. Pants. Sợ làm gì? Sợ thay chứ. Bench. Benches. Đứng tree. Tree. Chứ thầy đâu vậy tree đâu. Tree. Benches. Benches. Matches. Matches. Fridge. Ủa sợ làm gì? Sao mà sợ? Fridge. Fridges. Em thêm S rồi em chờ sợ không xì nữa. Fridges. Thầy kêu mọi người là y chứ mọi người đừng có chờ, đừng có cheat, đừng có eat. Fridges. Fridges. Wish. Wish. Wishes. Được chưa? Hồi nãy giờ ví dụ như là hồi nãy mọi người nói rồi em có đọc theo không? Dạ có thầy. Cứ đọc theo cho theo nói là thầy đọc fridges thì cứ đọc theo cho nhớ nha mọi người. Rồi tiếp tục thầy mời Hoàng Anh em. Giờ nhẹ phía cuối thôi nha. Giờ nhẹ phía cuối thôi. Cockroach. Cockroaches. Rich.
Riches. Nail polish. Nail polish là gì? Nail polish. Nail polish. Nail polishes. Piece of cake. Pieces of cake. Pillow case. The pillow and piece sao mà pi? Pillow case. Pillow case. Pillow cases. Rose. Roses. Bench. Benches. Mattress. Mattresses. Rich. Riches. Ờ, rich thành nghĩa thành cái cầu á. Fridge. Fridge. Rich. Riches. Wish. Wishes. Ờ, wish. Ờ, thành nghĩa thành wish. Ok, rồi, ổn á. Bây giờ wish, wishes. Đó, cho nên là lúc mà mọi người đọc qua thầy phải kiểu như thế này. Để suy nghĩ như mọi người đọc có đúng hay không. Nếu mọi người đọc mà bị lệch cái là thầy nghe thành từ khác liền. Được chưa mọi người, quan trọng lắm. Bởi vì thầy dạy mọi người cho nên là thầy biết à, thì ra em đang đọc từ này. Chứ mà mọi người nói những cái từ này mà cho người nước ngoài, có thể người ta không hiểu được. Có thể thôi nha, có thể. Có, còn cô đối với trường hợp kiểu như là người nước ngoài, kiểu như là người ta cũng gọi là có thể đoán ra được. Nhưng mà cũng có thể có số là có số người là không đoán ra được. Đó, cho nên là phải phát âm rất là quan trọng những cái này. Đó, cho nên là phải xử rất là kỹ là như vậy. Đó, rồi tiếp tục thầy mời Minh Anh em. Minh Anh rồi, Minh Anh ơi. Đây 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 thầy. Vô. Cockroach. Richie. Ồ. Một số ít nè, bridge. Bridge. Số nhiều. Richie. Âm giờ phía cuối tới lượt em là em bị âm giờ phía cuối có thể bỏ à. Bridges. Bridges. Đúng rồi. Nail polish. Nail polish. Đủ sao bô lịch thầy không hay chị bó nghe nè, em chị bô rồi. Nail polish. Thì rồi quá thầy. Piece. Okay. So you pieces. Piece okay. Pit below. Okay. Yeah, từ đây pit below là gì nè, nhẹ nhàng thôi. Pillowcase. Pillowcase. Sờ phía cuối đâu. Pillowcase. So you. Pillowcase. Xì nhẹ nhàng, xì nhẹ thôi. Pillowcases. Pillowcase. Tiếp tục. Rose. Rosy. Ủa sao nâu chỉ? Rosy. Pen. Chờ phía cuối đâu? Bench. Benches. Rồi. Mattress. Mattresses. Ủa giờ phía cuối bị thiếu nữa rồi. Hay là em có sờ nhưng mà thầy vẫn chưa nghe. Chưa nghe nổi chữ giờ phía cuối. Mattresses. Rồi này có giờ rồi hả? Có giờ rồi cái này. Có giờ phía cuối á, có giờ phía cuối không? Chưa. Mattressy. Nó vẫn chưa giờ. Ok, tiếp tục đi. Fridge. Ờ gì? Fridge, đọc rõ fridge. Fridge. Fridges. Rồi sao mà fit nữa có chữ r em bỏ đâu? Fridges. Fridges. Tiếp tục. Fish. Ờ gì fish em cá rồi. Quýt. Quýt là gì? Quýt. Số nhiêu? Wishy. Wishes. Được chưa? Rồi, Minh Anh là cố gắng phải là tập luyện nhiều nữa thầy nha Minh Anh. Âm giờ phía cuối của thầy em bị thiếu tùm lum tùm la rồi, tức là thầy mời Luvi nè em. Cockroach. Còn cockroach là gì? Cockroach. Cockroach. Cockroaches. Bridge. Bridges. Nail polish. No, nail polish. Thầy đang nghe thành nail polish á. Nail, đừng có nói vậy. Nail polish. Nail polish. Nail polishes. Piece of cake. Piece of cake. Pillowcase. Số nhiều đâu. Pieces of cake. Pieces of cake. Pillowcase. Pillowcases, roses, benches, mattress, mattresses. Mat được cái mat này, mat mattresses.
matches, fridge, fridges, wish, wishes. Rồi thêm bài thánh nè. Cockroach, cockroaches, witch, witches. Oh, witch, witch, bridge, bridge. Bridge, witches, nail polish, nail polishes, piece of cake, busy of cake. Ok, em thêm S làm gì? Piece of cake, pieces of cake. Busy of cake. Ok, thêm S làm gì nữa? Pieces of cake, pillowcase, pillowcases. Sao case gì? Cases, pillowcases. Pillowcases, rose, roses, bench, benches, mattress, mattresses, witch, witches. Ủa sao witchy? Wishes. Ủa em đọc chữ fridge hay là chữ gì? Chữ này tủ lạnh hả? Dạ. Fridge, fridges. Đọc chữ R cho rõ người ta mới nghe được. Fridge, fridges. Rồi fridge, fridges. Có fridges. Witch, witches. Ủa sao witch rồi? Witch, witches. Không nghe được chữ tủ lạnh luôn. Witch thầy nghe thành như witch luôn. Fridges. Fridges. Đúng rồi. Wish, wishes. Em bị wish, nó bị dữ quá. Wish, 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 wishes. Ok, còn được rồi đó. Tiếp tục là các bạn cuối cùng nè. Diễm quên, Diễm quên. Diễm quên đâu rồi ta? Rồi, Diễm quên giúp thầy nè. Yeah. Cockroach. Em biết cockroach. Rich. No no no. Cockroach. Rich. Cockroach. No no. Cockroach. Cockroach. Này coi. Cockroach. Cockroach. Âm giờ phía cuối đâu? Rich. Cock em đọc rõ ra. Rich. Từ 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 từ. Cockroaches. Giờ phía cuối này coi. Cockroaches. Đúng rồi. Bridge. Bridge là gì? Bridges. Chữ bơ thầy bỏ đâu? Nail polish. Ủa, từ từ. Bridge. 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 Tiếp tục. Bridges. Bridge. Ủa sao bridge? Nail polish. Bridges. Bridge. Em đọc từ từ để thầy sửa thôi. Em từ từ để thầy sửa. Đọc từ từ để thầy sửa. Cho đưa đọc một từ từ để thầy sửa chứ. Bridges. Bridges. Rồi. Nail polish. Nail polish. Nail polish là gì? Thầy nói là đọc từ từ để thầy sửa. Khi nào thầy kêu ok thì mới qua. Khổ ghê á. Nail polishes. Nail polishes. Rồi. Piece of cake. Piece of cake. Còn được rồi. Pillowcase. Pillowcase. Pillowcases là gì? Pillowcases, đọc rõ ra thôi chứ. Pillowcases, rose, roses, bench, bench. Bờ nhẹ thôi, chữ pen là gì? Nhẹ thôi, bench. Bench. Vẫn bị bench. Được, em bị pen. Pen thì nghe thành từ khác rồi đó. Bench. Bench. Benches. Nó vẫn bị mạnh là sao ta? Thôi tiếp tục đi. Matches, matches, fridge. Fridge là gì? Fridge, fridge, fridge. Phải sợ, tại sao sợ? Fridge, 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 fridges, wish, wishes. Đó, wishes, được chưa? Đó, chỉ mới có phát âm những từ này thôi mà tốn 15 phút đâu mọi người. Đó, được chưa? Đó thì phải phát âm, phải hướng dẫn kỹ thì là kỹ. Đó, cho nên thầy sẽ gửi lại những video bài phát âm này cho mọi người cố gắng nghe cho nhớ nha mọi người, đọc theo. Được chưa mọi người? Đó rồi, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn mọi người đặt câu. À, nãy giờ là hướng dẫn từ vựng, hướng dẫn ngữ pháp. Được chưa? Bây giờ sẽ hướng dẫn đặt câu. Đó chính là how many, mỗi ngày một ít thôi nha mọi người. Đó, how many cộng danh từ are there.
How many? Chấm 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 thì cái chấm 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 mọi người viết vào thầy chính là gì? Danh từ số nhiều. Danh từ số nhiều đó chính là gì? Thêm s hoặc là thêm es cho thầy. Được chưa? Đó, thì how many chấm 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 are there là có chấm có cái gì đó bao nhiêu. Có chấm 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 bao nhiêu. Ví dụ thầy có how many horses are there? How many horses are there? Là có bao nhiêu con ngựa. Được chưa? Đó, bữa giờ thầy dạy mọi người đó chính là gì? Ủa, mất mới gì cho nó nhỏ ra làm gì? Đây, bữa giờ thầy dạy mọi người đó gì? Is that a dog? Ví dụ, is it a dog? Bữa trước thầy dạy mọi người là gì? Đúng không? Bữa giờ thầy dạy là mọi người là gì? Is it an oyster? Được chưa? Đó, is it an oyster? Được chưa? Thật ra nó là gì? It is, mọi người, it is an oyster. Thì, nhưng mà câu hỏi là mọi người phải quăng B lên đầu, quăng is lên đầu thầy. Được chưa? Cho nên thầy đọc là is it an oyster? Đây là một câu hỏi. Được chưa? Nhưng một câu khẳng định là gì? It is an oyster. Is an oyster. Được chưa? Nhưng mà thầy viết tắt gì? Is an oyster phải right? Được chưa? Is an oyster right? Is an oyster right? Thì mọi người nhớ là câu hỏi mọi người quăng is lên đầu. Tạm thời chỉ biết như vậy. Được chưa? Đó, ok. Mọi người nhớ trong câu hỏi là có be. Be thầy có is am are chứ ai cũng biết rồi. Thì mọi người vui lòng quăng be lên đầu. Được chưa? Quăng be lên trước chủ ngữ, quăng be lên trước chủ ngữ. Được chưa? Thầy có chủ ngữ là gì? Ít là nó là chủ ngữ. Được chưa mọi người? Đó, thì quăng be lên trước là được rồi. Được chưa? Đó, thì bây giờ thầy có chữ there are, there is đúng không? Bữa thầy dạy mọi người là there are. Bữa thầy dạy mọi người là there are, ví dụ là five pairs of like shoes. There are five pairs of shoes là có 5 đôi giày. Được chưa? Có 5 đôi giày. Được chưa? Vậy câu hỏi mà chữ có là chữ there are này đúng không? Thì mọi người câu hỏi mình có be đúng không? Mọi người quăng are lên đầu thôi. Are there? Được chưa? Nhưng mà có bao nhiêu thì nó có cộng gì? How many chấm 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 gì đó rồi cho are there. Được chưa mọi người? Đó, ok, thì có how many horses are there? Hoặc là how many keys are there? Phải đọc rõ sờ giờ như thế. Nếu mà đọc nối thì càng tốt. How many horses are there? Được chưa? Nhưng mà thầy không khuyến khích là mọi người đọc nối. Nếu mà người đọc nối tới ở thời điểm bây giờ là vẫn chưa được. How many horses are there? Thầy mong mọi người nói chậm, nói chắc, tập luyện nói chậm nói chắc, đọc rõ từng chữ nha mọi người. Đó. How many horses are there? Được chưa? Đừng có are there. How many horses are there? Are there? How many horses are there? Được chưa? How many keys are there? Chứ đừng có are there. Đừng có are there. Được chưa mọi người? Đó, ổn ha. Vậy thầy mời một bạn đọc nè. Quỳnh đọc thầy nè. Tất cả đọc tập đọc của thầy luôn nha. Rồi Quỳnh nè. Are there, đừng có are there nha. Rồi Quỳnh vô nè. How many horses are there? Thầy kêu đọc chậm mà. Ai rượt em, horses là gì người ta không hiểu đâu. How many horses are there? Chậm thôi em. How many horses are there? Are there là gì? Are there. Are there. Đọc ở dưới luôn thầy. Đọc dưới luôn hai cái luôn. How many keys are there? Hay là gì em? Keys. How many keys are there? Đừng are there. Are there. There. Rút lưỡi lại thầy coi. Có gì ngay họng này. Are there. Are there. Đúng rồi. Tiếp tục thầy mời Thánh nè. Yeah. How many horses are there? Sao mà horse, horse gì em? Số nhiều. Horses. How many horses are there? How many keys are there? Em bị key, nó nghe còn việc quá. How many keys are there? Được mọi người có thêm chữ how này nè. Nhấn chữ how. How many keys are there? How many keys are there? Mọi người thấy cái nhịp này chưa? Lại thử coi. How như thế này. How many keys are there? Đúng rồi, ổn. Tiếp tục thầy mời Luvi nè. Vi, Luvi. Mọi người cố gắng là đừng có háo quá nha. Nhẹ nhàng thôi. How many keys are there? Lại thử coi. How many horses are there? How many keys are there? Đỡ hơn rất là nhiều. Tiếp tục thằng Minh Anh nè. Đừng có háo, buồn lắm. How? Vô. How many horses are there? How many keys are there? Giờ thầy thôi. Chữ how còn nhẹ quá. How, nhấn cái thầy nè. How many keys are there? Được kêu lại thử coi. How many keys are there? Được sao are there? Được thầy đầu đọc là are there đó. Are đừng có are. Are there. Key phải giờ thầy chứ.
How many keys are there? Được tính đọc á hả? Are there your keys on the bed em? Em có... Thầy nãy thầy có dặn là sau ha, how many là danh từ số nhiều không em? Có không? Dạ có. Có thì nhớ giúp thầy thêm S chứ sao. Trời ơi, để thầy dặn biết luôn á. How many keys are there? Dừng đọc từ từ thôi. How many keys are there? Được chưa? Hình như em có thù với âm sờ hay sao vậy? Hoàng Oanh hả? Dạ. Vô lẹ nè. How many horses are there? How many keys are there? Từ tiếp tục thầy mời Hiến. How many horses are there? Đừng add em, đừng add em. Are there? Are there? How many keys are there? Rồi ổn, tiếp tục thầy mời em, mời chị Vi nè. How many houses are there? Chị thành cái hô rồi, em nghe thành hô là nghe người ta tưởng là ngôi nhà đó. How many horse? How many horses? How many horses are there? How many keys are there? Chị bị A rồi, cố gắng R giúp em nha. Are there, nó hay hơn. How many keys are there? Nó hay hơn, chị bị A đúng không ta? Đó, thì how many keys are there? Nó hay hơn ha. Tiếp tục thầy mời Liên nè. Đừng hô em. How, nhấn cho thầy chị How nè. How many horses are there? How many horses are there? How many keys are there? Rồi tiếp tục thầy mời Liên, rồi Duyên. How many horses are there? Thì horse là gì? Horses. How many horses are there? How many keys are there? Rồi chưa? Rồi, đó là cách mình hỏi. Bây giờ sẽ trả lời, ví dụ how many horses are there? Thì chắc chắn lúc nào thầy hướng dẫn mọi người trả lời. Đầu tiên là mình chắc chắn, cái thứ hai là mình phân vân, và cái thứ ba là gì không biết đâu. Trước thầy dạy mọi người là gì? Hey, what's this? Hey, excuse me, what's this? Oh, this is an oyster. Hoặc là this is a jacket. Đó là mình chắc chắn. Cái thứ hai là mình chưa chắc. Maybe it's cái gì đó. Đúng không? Hoặc là oh, I have no idea. I have no idea là gì? Tôi không biết. Đúng không mọi người? Đó, thì đối với trường hợp này cũng tương tự. Đó, ok ha. Rồi thì dễ người ta hỏi có bao nhiêu, nhớ mà hồi xưa mọi người học trên trường, how many dogs are there? Mọi người trả lời oh, there are five. No, rất có rất là nhiều cách, được chưa? Đó, chứ thầy không thể là dạy một cách truyền thống như vậy được. Cho nên thầy lúc nào cũng chia ra ba cái, mọi người cố gắng viết vào thầy nha. Đầu tiên là gì? Biết. Cái này là phân vân, và cái này là không biết. Đầu tiên thầy có gì? Oh, there's a lot. There's a lot là gì? Có nhiều lắm. Mọi người đọc hết cho thầy nha. There's a lot. There's a lot. Được chưa mọi người? There's a lot. There's a... Mọi người tưởng tượng thầy dạy đúng không? There's a... Đúng không? There's a lot. There's a lot. Ok mọi người, tiếp tục thầy có. How many horses are there? 365 in total. Được chưa? In total là mọi người? Tổng cộng. Vậy tổng cộng có 365 con á. Oh, 365 in total là kết hợp với con số bữa giờ thầy dạy mọi người. Được chưa? Đó, thì từ này là làm sao? Toe nè, Bredo nè. Đó, mọi người viết vào chữ total, chắc là mọi người biết viết. Mọi người viết tiếng Việt vào để biết cách đọc. Đúng, total. Total 365 in total. Hoặc là how many horses are there? Oh, 5 in total. Mọi người nói nhanh gọn thầy luôn. Nói nhanh gọn. Oh, 5 in total. Total. Được chưa mọi người? 5 in total. Tiếp tục thầy có. Oh, I would say, từ này nếu như vậy nè, tôi sẽ nói, no, nó không có nghĩa, được chưa? Dịch ra tiếng Việt là không có nghĩa, nó không có nghĩa nha mọi người, dịch ra tiếng Việt là không có nghĩa chứ. Tôi sẽ nói rằng, no, nó không có nghĩa, mọi người đệm vào cho nó hay thôi. Ví dụ, how many keys are there? I would say five, được chưa mọi người? Đó, ok, I would say kiểu như là nó cũng hơi dự đoán một chút xíu, cái này sẽ hơi dự đoán, nha mọi người, cái này mình sẽ hơi mang tính dự đoán. Nếu mà mọi người chắc chắn á, là mọi người nói oh, there, mọi người có thể nói là there's, ví dụ như là there's 15. Thêm một cách nữa thầy. Đó, oh, there's 15. Hoặc là mọi người nói chính gọn 15 là được rồi. Hoặc là thêm 15 horses. Hoặc là 15 thôi được rồi. Được chưa? Đó, thích thì thêm oh, there's a lot. Oh, có nhiều lắm. Đây là there's a lot, có nhiều nè. 5 này có tổng cộng. Tổng cộng 365 gì? Total là tổng cộng. Còn I would say là kiểu như mình hơi dự đoán. Được chưa? Nó không có nghĩa là dự đoán, ý là nó đối với trường hợp mình đang dự đoán, hơi dự đoán. I would say 5. Được chưa mọi người?
Đó, nắm được chưa? Đây đồng ý nè. À, mình biết rồi nè. À, một là gì? Nhanh gọn. So how many students in your how many students are there? I would say 100. Nghe nó rất là tự nhiên mọi người. I would say đọc với thầy nha. I would say được chưa? I would say 100. Được chưa? Đối với cái trường hợp này là mình đang gì đây? Đang phong vòng. Probably 200. Probably khó đọc. Rất là khó đọc nha mọi người. Probably 200. Chắc là. Viết vào này, probably chắc là. Là mình có chắc chắn chưa? Chưa. Chắc là 200 á. Được chưa? À, ví dụ có một bạn sẽ hỏi này, ủa thầy có bao nhiêu học sinh? Probably 200. Chắc là 200, nhớ là 200 chứ thầy có dạy mọi người 200 không? No. 200. Probably 200. Chắc là 200 đó. Probably. Rất là khó đọc nha. Probably. Được chưa? Rồi, tiếp tục thầy có. Con số rồi cộng I guess vào. Con số rồi cộng I guess. 335 I guess. Mọi người đọc theo thầy nha. Bởi vì thầy không nghe được tiếng mọi người, mọi người cố gắng đọc theo. I guess nhưng mà được 335 I guess. Một là I guess hay là I guess. Thường thầy đọc là I guess, nghe rất là tự nhiên. 335 I guess. Được chưa? Có thể thầy thêm cái điệu bộ. Oh, 5 I guess. Mình chưa chắc chắn, tôi đoán là như vậy. Guess là đoán, chắc ai cũng biết rồi. Còn probably là chắc là, nhưng mà vẫn chưa chắc chắn 100%. Tiếp tục, cái này thầy là hay nói nè. Ví dụ như vậy, how many students are there? Có bao nhiêu học sinh? Kia hoặc là thầy có bao nhiêu học sinh? How many students do you have? Oh, I don't know the exact number. Probably is somewhere between 40 and 60. Đó, nói câu này cái là người ta thích thú rồi. Được chưa? Cho nên cái cụm này là cụm dài. Người ta sử dụng rất nhiều. Đó, thì câu này là gì? Tôi không biết con số chính xác. Chắc là nó khoảng đâu đó. Được chưa? Somewhere between là khoảng đâu đó. Được chưa mọi người? Thầy nói lại. I don't know the exact. Mọi người viết vào thầy chữ này, chỉ đọc là exact. Đây, exact. I don't know the exact number. Probably is somewhere between somewhere. Đừng có somewhere between. Bit nè. Bit nè mọi người. Between chứ twin biết sao trời? Twin chứ twin biết sao? Chứ twin này đi ở between. Mọi người. Đó, it's somewhere between 40 and 60. Đừng có 60. I don't know the exact number. Probably. Được không mọi người? Probably is somewhere between 40 and 60. Cái dụ mà mọi người and em mọi người cố gắng kéo dài nghe sẽ rất tự nhiên. 40 and 60. Không kéo dài cũng được không sao? Nhưng thường này sẽ kéo dài. Được chưa? Tôi không biết con số chính xác nữa. Chắc là nó ở đâu đó khoảng. Nó đâu đó khoảng. Đâu đó khoảng 40 và 60. Hiểu không mọi người? Đó, ví dụ mà hỏi thầy số lượng học sinh hiện tại thầy chắc chắn thầy không chắc chắn rồi đó. Ví dụ mà hỏi để coi. Oh, I don't know the exact number. Probably is somewhere between 130 to 140. Được chưa? It from where between 130 and 140. Được chưa? And 140. Kiểu mọi người. Đó, nếu mọi người học ở trên lớp thì thầy sẽ cho mọi người nói câu này. Nhưng mà giờ không kịp nữa rồi. Được chưa? Đó, ok, mọi người nhớ cái này nha. Đó là cách mình phân vòng. Ok. Nếu mà mọi người nhanh gọn sử dụng hai cái trên. Nếu muốn dài dòng, quẹt cái này. Được chưa? Nghe này rất là tự nhiên. Đúng ha? Somewhere between. Tiếp tục. Không biết. I have no idea. Ai có biết rồi hoặc là I have no clue. Được chưa mọi người? Đó thì nó y chang như là I have no idea. Tôi không biết. Được chưa? Nhưng mà học tới cái mới. I have no clue. Hoặc là Who knows? Ủa, ai biết? Thì bây giờ mọi người biết một số cách để mình nói tôi không biết. Thì đây là một số cách để mình nói tôi không biết. Who knows? Được chưa? Đó, ok ha. Rồi, who knows? Đối với cái trường hợp là who knows mình sử dụng khi nào mọi người kiểu như là mình không. Ví dụ như là ví dụ như là người ta nói là hay hỏi ví dụ như là có bao nhiêu hành tinh trong hệ mặt trời. Mình không biết. Who knows? Được chứ, ai biết? Hoặc là những cái kiến thức nào đó. Who knows? Hoặc là mày biết thằng đó không? Ai biết? Who knows? Được chứ mọi người? Đó, còn đối với cái trường hợp, ủa, bạn mày có bao nhiêu học sinh? Ai biết? Được không mọi người? Không. Mình
chắc chắn là mình có thể là mình không biết, chứ mình cho thầy cái dự đoán đi, chứ nói từ who knows là nó bị gì, nó bị cọc lóc à. Cho nên thầy khuyến khích mọi người là nó who knows với những người mà mình gần gũi được, kêu mọi người đó, ok đó, ổn ha. Who knows, who knows, mọi người vừa nói mọi người có thể hoặc cái vai mình, who knows, được chưa, mà nhúng vai này, who knows, hiểu mọi người đó. Thì mọi người viết hết chưa, viết hết chưa để thầy tập luyện nè. Trời ơi không kịp rồi, mọi người ráng tập luyện chút xíu nè. Kịp hết đâu mọi người? Mọi người viết ra, ra nha. Ok, viết ra nha. Sao sao? Vô luôn nha. Dạ dạ. Rồi. Ok, giờ bây giờ sẽ chơi tập luyện nè, không có chữ nhưng mà đọc luyện nè. Bên tay trái là đặt câu hỏi, bên tay phải là câu trả lời. Trả lời như thế nào? Mọi người sử dụng cho thầy ba cách này luôn. Sử dụng cho thầy ba cách này luôn. Được chưa? Đó. Ok, bốn cách luôn thầy. Được chưa? À, thôi coi. À, chơi ba cách thôi được. Ba cách thôi được. Đây, ba cách gì đây? Ví dụ cái này. How many bottles of wine are there? Cách đầu tiên. Oh, there's a lot. Cách thứ hai. 265 in total. Cách thứ ba. I would say 265. Mọi người nắm được không? Đó, chơi thầy ba cách, tập luyện ba cách. Ổn ha, thầy nói lại. Thầy nói, how many bottles of wine are there? I would say 265. Cách thứ hai. Oh, there's a lot. Ok. Và cách thứ ba là gì? Cách thứ ba là gì thầy không nhớ? 265 in total. Thì bởi với bạn mới thì mọi người có thể coi thoải mái. Được chưa? 265 in total. Tổng cộng là có 265 chai. Được chưa? Đối với cái này là gì? Đây. 265 đúng không? Probably 265. Mọi người coi lại thoải mái. Probably 265. Cách thứ hai, 265 I guess. Cách thứ ba, I don't know the exact number. Probably is somewhere between 200 and 220. Mọi người nắm được không? Kịp không mọi người? Nếu mà cái này thì như thế nào? I have no idea, I have no clue, hoặc là who knows. Nhưng mà thầy sẽ không khuyến khích mọi người nói cái này. Chưa? Một trong hai cái này thôi là được. Mọi người nắm được, mọi người là trả lời cho thầy, tập trả lời ba cách hết cho thầy. Nắm được không mọi người? Được không? Được đúng không? Đơn giản mà. Thầy quay lại câu nãy đúng rồi. Cái nào? Cái viết cái nãy hả? Dạ dạ. Viết xong chưa? Chưa viết xong hả? Em chưa viết xong hay sao? Viết xong chưa? Nãy giờ có viết chưa? Alo? Bạn nào trả lời thầy đi. Ủa viết xong chưa? À cho em viết cái khúc cuối xong hả? Viết đi. Tí nữa mọi người coi vở thoải mái nha, coi vở thoải mái bởi vì bài mới mà sao mọi người nhớ nổi. Được dạ chưa? Đó, xong chưa em? Dạ rồi. Rồi mọi người nắm được không? Là người thay thế con số vào đối với cái trường hợp mà I don't know the exact number, but probably it's somewhere between 200 and 220, là tập luyện đọc số luôn. Được chưa mọi người? Đó, giờ thử nè, thầy mời Duyên hỏi, Liên trả lời. Duyên hỏi, Liên trả lời. How many cockroaches? Gì? Cockroach. Biến thành số nhiều thầy. How many cockroaches are there? How many cockroaches are there? Liên. Được, được. Bự lên em. Tại lúc nào mỗi lần tới em nó bị nhỏ. There's a lot. There's a lot. Cái thứ hai. Trả lời 265 luôn đúng không thầy? Trả lời cho thầy hết cho thầy 4 cách. Em thay thế con số vào thôi. Vừa nãy giờ thầy nhắc rồi mà. Không, ý là cái số đó là số bao nhiêu cũng được. Cảm ơn thầy. Chứ thầy bỏ chứ số 265 làm gì em? Hiểu không? 265 in total. In total, đúng total, total. In total. Tiếp tục. I would say 265. Được chưa? Ổn rồi. Tiếp tục thầy mời Linh, Linh hỏi Mai trả lời nè. Linh hỏi Mai trả lời. Linh hỏi Mai trả lời. Linh, Linh, xin lỗi hai bạn này may vắng. Em mời chị Vi hỏi, Thu Hiền trả lời nè. Dạ thầy ơi. Sao? Cho em xin eo sớm được không thầy? Ai cho vậy? Em trễ vô đúng bạn rồi nào, thầy. Bạn nào? Tên gì? Duyên thầy. Em là ai? Duyên. Duyên hả? Dạ. Ok với em. Vậy thôi. Bữa hôm sau mình tập luyện nha mọi người. Bữa hôm sau tập luyện đi.
Được chưa? Bởi vì lớp mình còn một số bạn đi học nữa, với chắc là bọn cũng đói rồi. Cho nên bữa sau thầy cho mọi người tập luyện nha. Nhưng mà thầy sẽ gửi bài tập về cho mọi người. Bữa hôm sau mình sẽ tập luyện. Bữa hôm sau tập luyện là không lật vở nữa nha. Bữa hôm sau tập luyện là không có lật vở nữa. Được chưa? Đó, thầy sẽ gửi bài nghe cho mọi người rồi mọi người tập luyện thôi. Ổn ha? Rồi, xong ngày hôm nay rồi, có gì mọi người ăn uống gì nữa nha. Bye bye thầy.